Em Tuấn Anh gửi lời chào tới toàn bộ quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán xe cũ. Để em Tuấn Anh phụ trách mặt quảng cáo bán hàng tại cửa hàng Salon ô tô loại 1 có địa chỉ tại số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay em rất vui lại được gửi tới quý vị anh chị những cái mẫu báo giá xe đang được bày bán tại cửa hàng bên em. Thì hiện tại bên em đang có một chiếc Mercedes-Benz mẫu sedan, một cái mẫu xe sang của nước Đức. Đó, chiếc này là chiếc Mercedes-Benz phiên bản C300 AMG Plus. Thì bản này sẽ trang bị cái bộ mâm la răng 5 chấu kép. Đó, mâm AMG rất thể thao nhé. Mâm phay và sơn hai màu, đó là màu đen và màu trắng. Nó càng làm cho cái chiếc xe nó nổi bật lên. Ở phía đằng trước đây quý vị chị có thể nhìn thấy một cái logo. Đó là logo phía đằng trước, mặt ca lăng, dạng logo thể thao. Đèn bi xenon, giải đèn LED, đèn gầm đèn LED luôn. Quý vị chị có thể nhìn thấy nó phải nói là cực kỳ mạnh mẽ và khỏe mạnh. Một chiếc xe mang phong cách thể thao, thời trang nhưng lại rất lịch lãm. Đó, quý vị chị có thể quan sát thấy nhá. Em sẽ đưa sát cái ống kính vào cái phần la răng để quý vị chị có thể nhìn thấy. Bề mặt la răng rất là mới và đẹp, lốp còn rất dày. Để quý vị anh chị có thể thấy được là chủ của chiếc xe này phải nói là đi cực kỳ giữ gìn. Đó, xe trang bị công nghệ đèn multi-beam LED, một cái công nghệ rất là thông minh của hãng Mercedes. Đây, dọc thân xe đây quý vị anh chị có thể chiêm ngưỡng và quan sát này. Hôm nay em đã mở toàn bộ bốn cánh cửa để quý vị anh chị có thể nhìn thấy được là cái chất xe về nước sơn bên ngoài, nội thất vỏ, nội thất bên ngoài, nội thất bên trong và cái vỏ bên ngoài nó còn đẹp và mới như nào. Xe trang bị luôn cửa nóc này, dây đai đỏ. Đó, phía đằng sau đây quý vị anh chị có thể nhìn thấy cặp ống xả này, cặp ống xả kép oval hai bên rất là thể thao nhé. C300 AMG Plus biển 30A03188 tổng 10 ạ, biển rất đẹp nhá, toàn tài lộc và phát thôi. Đó, quý vị anh chị có thể cùng em quan sát chiêm ngưỡng này, cực kỳ là tuyệt vời. Đây, em sẽ đi cận cảnh vào phần nội thất để quý vị anh chị có thể đánh giá phần nào về chiếc xe. Nội thất ghế da đằng sau rất là đẹp này, rất mới, ra nguyên bản từ đầu theo xe luôn ạ. Đó, cái phần dây đai đỏ này là tượng trưng, là cái nét đặc trưng của cái dòng Plus này, thì quý vị anh chị thấy nó rất là nổi bật nhé. Kết hợp giữa cái phần da và da lộn, nó mang thêm cái tính năng động và thể thao cho chiếc xe. Ở phía trên đây quý vị anh chị có thể nhìn thấy hai cửa sổ trời này, cực kỳ là tuyệt vời, rất rộng rãi và thoáng mát. Em đang quay ở cái vùng khu chung cư ngoại ô, thế cho nên là cảm thấy là mình sẽ thấy ngồi trên cái chiếc xe nó có một cái gì đấy nó rất là quyến rũ. Đây, phần tabi cửa đây quý vị anh chị có thể nhìn thấy này, rất mới nhá, ốp vân gỗ này, ốp gỗ và kết hợp với da lộn, từng đường chỉ may cực kỳ tinh tế. Đây, có cả luôn rèm chạy bằng cơm, rất tuyệt vời. Đến với hàng ghế thứ nhất, chúng ta sẽ thấy được ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện, có nhớ ba vị trí ghế. Đây, quý vị chị anh chị có thể nhìn thấy tất cả các phím bấm nó còn rất là mới và đẹp này. Đó, không hề có cái dấu vết là bị mờ bong chóc gì cả, cực kỳ là tuyệt vời. Đó, có cả bơm hơi luôn. Đó, khi mà chúng ta ngồi mà cảm thấy nó không ôm lưng thì mình sẽ chỉnh bơm hơi, bơm hai má ghế và đằng sau, đệm đằng sau, nó sẽ tạo cho chúng ta ngồi những cảm giác rất là thoải mái. Đó, còn về phía đằng trước thì quý vị anh chị có thể nhìn thấy này, tổng thể một cái chiếc xe form dáng cực kỳ tuyệt vời như này. Xe trang bị rất là nhiều các cái công nghệ hiện đại để hỗ trợ cho người dùng nhé, quý vị anh chị có thể quan sát thêm. Hiện tại chiếc xe đã lăn bánh quãng đường là hơn 10 vạn km và biển thành phố tư nhân. Chiếc xe đang được bày bán tại cửa hàng có số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì quý vị chị nào mà quan tâm mẫu xe này qua trực tiếp cửa hàng bên em xem xe lái thử, và sau đó mình sẽ đánh giá và cảm nhận về chiếc xe. Nếu mà yêu thích, yêu mến chiếc xe này rồi thì chúng ta sẽ đàm phán thêm về giá. Còn nói về mức giá công bố mong muốn chào bán bên em thì bên em đang chào bán mức giá mong muốn đó là 590 triệu. Có một cái mức giá phải nói là rất là phù hợp cho một cái mẫu sedan hạng sang như này. Đó, trước đây chúng ta cứ thường nói là để sở hữu một chiếc Mercedes thì khá là tốn kém và nó là một điều mơ ước của rất nhiều người. Nhưng mà bây giờ quý vị anh chị chỉ với mức hơn 500 là mình đã sở hữu một mẫu sedan hạng sang như này rồi. Đó, sản xuất 2013, cực kỳ là tuyệt vời. Đó, còn về chất lượng của xe thì bên em luôn cam kết gửi tới quý vị anh chị về vấn đề chất lượng là đối với những chiếc xe bên em nhập vào, đầu vào tuyển chọn rất là khắt khe. Sẽ như không có những chiếc xe đâm va, tai nạn, ngập nước hay thủy kích. Những xe lỗ là bên em sẽ không làm nhé. Quý vị anh chị hoàn toàn yên tâm, bên em cam kết trên hợp đồng mua bán có tính chất pháp lý, về mặt thủ tục giấy tờ sang tên cực kỳ nhanh gọn, không hề tranh chấp kiện tụng gì cả. Đó, quý vị chị nào quan tâm thì cứ qua trực tiếp cửa hàng bên em hoặc là alo số hotline, bên em sẽ tư vấn cụ thể nhé. Một lần nữa em Tuấn Anh xin cảm ơn quý vị chị đã theo dõi các bản tin báo giá hàng ngày của ô tô loại 1. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.